Lan sẽ hai kim chân. Cả nhà cuối tuần có khỏe không? Thấy rõ không? Mọi người thấy rõ không? Đây là cái màu ombre số 15 nha. À, màu ombre số 15 với cái màu của 50 á. Cái màu blue này rất là dễ thương ha. Màu rất là dễ thương. So you don't want a glitter ha? À, và đây là cái glitter kim tuyến có sẵn ha. Hai Nikki, hai chị Ivy. Ok, this one. How about the thumb? The thumb. I want thumb. Like the thumb comb too? Yeah. And then this one for comb too? Yeah, but this, I want the ombre comb. Ombre comb, yeah. Okay. Hello, Destante. Thank you. Hai Đặng Hiếu, hai Trường Nguyên nha. Hai Quang Duy, chào mọi người. À, chúc cuối tuần vui vẻ nha. Hai Sammy, hai Camilla. À, mình sẽ có cái màu ombre 15 và cái màu số 41 ha. Cái blue này rất là dễ thương. Hôm nay design của mình ha, vừa có chrome nè, vừa có 3D và vừa có đính hột nữa. Đó, nó sẽ làm một cái bộ nail đi party ha. Bộ nail này sẽ đi party wedding. À, ngón này thì mình sẽ đi ombre comb ha. Ombre comb gồm có cái ombre blue với cái màu silver. Lát nữa là mình sẽ đi hai cái màu này ha để mà làm ra cái comb. À, cái móng hơi dài chút xíu. À, mình sẽ đi cái bột hơi dài chút xíu ha. Hai Kim Vũ, hello, Kurdos. À, cái liquid của mình hơi có một chút xíu clear đâu ha. Nhưng mà không sao, lát nữa là mình sẽ cover nó bằng comb. So how about the thumb? What color for the comb? The thumb. Oh, I just want the blue. The blue comb? Yeah. Okay. So later, right here and here, the comb different a little bit. Okay? Okay. More lighter. Hi, Mỹ Linh Nguyễn. Chào mọi người nha. I want the silver comb. Chúc cuối tuần vui vẻ. Huh? The silver one? Which silver one? Which like, one? Just like... So the thumb. Yeah, like that. Like this. Oh yeah, like that. This one the blue, this one the silver. Okay. Hi Andy Vũ, hi Danella, hi Mia. So this one you still keep for the flower? Okay. No more, okay? À, khi mà móng dài quá mình sẽ đi hai lần cũng được nha. Hi Châu La. Cái giọng của Christine hôm nay là không biết nghe ra sao nữa. Tại vì nó muốn nói không có ra tiếng luôn ha. Mọi người có nghe được không? Mọi người có nghe được cái giọng nói không? Hi David Trần, hi anh, hi My Love. My Love ơi, nghe cái giọng sao không? Hi chị Thu Hương. À, Christine hôm nay là cái giọng bị khang ha. Bị rất là khang. Khang lắm. Nên nó cái giọng khang này chắc đi hát với Phương Thanh được á. Nhưng mà hát được thôi, không hát được. Hi anh Troy Nguyễn, Andy Brown. Không biết nữa, mấy ngày nó cũng hết à. Hai Diễn Thí, hai Vũ Phạm. Đẹp chừng hôm nay Christine ở thành phố Covina ha. Đang ở thành phố Covina. Móng dài quá, mình đi mấy lần luôn. Vì nếu mà
vì Christine đang sử dụng cây cọ 14 ha. 14 nhỏ quá thì mình lấy ít bột á. Nhiều quá. Thank you mọi người nha. Mọi người có nghe được, nghe rõ không? Hình như là giống như là Christine nói mà giống như không ai nghe vậy đó. Mình tự nghe cái giọng mình mắc cười quá. Nhưng mà cái màu đẹp quá ha. Tao còn muốn chia sẻ với mọi người về cái màu này. Soda Tom, you want a blue too? Ok, ok, my love. Nhớ nha, tuần sau phải hết đó. Hi Ailey, hi Anquot. Tối nay hả? Tối nay không biết là Christine không có hứa ha. Và cái món này thì mình sẽ cắt một chút xíu bột ha. À, mình tập tành cắt một chút xíu. Ok, thank you chị. Móng tay dài quá. Và móng tay này dài quá là chỉ là cắt bỏ cái con số đó thôi. Móng tay này dài lắm. Vì cái móng tay thịt của người khách á, nó đã dài rồi đúng không? À, và tới khi mà dán móng lên mà cắt có chút xíu à, nó dài lắm, thành ra là móng tay này rất là dài. Bye, thank you. Hồi hộp quá. À, mình sẽ cắt một chút xíu bột ha. Mình sẽ cắt Christine thì ít cắt khi cắt bột lắm. Đa số là vẽ nhiều ha. Nhưng mà mình cũng muốn tập tành một chút xíu. Về cái phần này nhiều khi cách nó yêu cầu á, mình có thể làm được. Bữa nay hai anh Đạt, hai Hải Độ, hai Kevin Trương, hai Brandy. Hôm nay hả, Christine đang tập cắt bột. Thì đang tập cắt bột đó nha. Mọi người đâu có thấy qua Christine cắt bột đâu đúng không? Hôm nay tập cắt bột á. Hai chị Thu Hương. À, hôm nay là cái design này á, gồm có là 3D nè. À, gồm có là đánh chrome ha. Gồm có gắn diamond nữa. Bị nhốt rồi. Hai Dung Nguyễn. Mọi người có thấy rõ không? They want her to follow up with the primary care doctor and get an MRI and an ultrasound. Đâu bữa sau lót qua nhà hàng á. Hả? Qua nhà hàng chú cho qua. Đó, cắt xong mình phải lực lên coi ha. Nhiều khi á mình cắt không có chuẩn cái đầu nhọn của nó đó. Dạ. Hả, Christine cũng mới tập cắt bột thôi. She was lightheaded, so she couldn't stay standing for like longer than a couple minutes. Well, that's what they put her. When she stands up, she's dizzy and she's like really dizzy. Sorry, cả nhà nha. Tại do thời tiết á, nó cả tuần nó vẫn không hết, và nó cứ có khi khỏe, có khi rồi không khỏe. Rất là mình rất là khó. Với lại khi mà mình làm á, mình lấy thôi mình xong rồi đó, đúng không? Mình lại không có hủy được, hình thường vẫn phải đi làm.
They already did. She doesn't have anything like that. Ah, means I didn't. They ran the blood. They took a lot of blood from her. I don't think so. Unless she got in the trauma. Her mosquito died. There's none where I live. Okay, this one. Well, she has to go back to the pediatrician, like her regular doctor, on Monday, and then they'll run more tests. But she's been in like in and out the hospital like all week. Đây cái màu này rất là dễ thương ha. Màu này nó nằm trong cái collection 15 màu á, ombre á. Màu rất là chuẩn, mà rất là dễ ông nó. Mình rất là dễ làm ha. So you know she's a Maya. She's a Maya right now. Well, Grandma, I think if Eddie can't take her, Grandma is going to take her for me because I can't leave work. I got in trouble at work. So I can't be asking to leave. At least, like with Grandma, she'll ask her like a million and one questions. I know. Okay, Mom. Love you. Bye. Hi, chị Michelle, hi Lee, hi Sandy, hi Kimberly. Sáng mình sẽ đi cái màu blue ha. I know the girls are gonna have them at check too. À, đúng là không có cái gì gọi là dễ ha. Đó, mình cũng phải tập nhiều mới biết được. Đây là lần thứ ba của sinh cắt bột. Were you tired? Oh, she's tired. À, mình phải cố gắng tập nhiều. Yeah, she literally like sleeps all day long and she don't even eat. And she doesn't want ice cream or chocolate. Because the nurse offered her ice cream the last time she was there and she wouldn't take it. So that's how you know she's sick. I know. Thanks for giving us all your stuff, Mom. I appreciate you. À, không có gì là khó ha. Đó, quan trọng là mình chịu khó làm. Cũng giống như Christine hôm nay nè. À, làm right. Cái này đâu có hay làm đâu. Okay. Right. Okay. Nhưng mà mình vẫn cố gắng làm. Dùng đủ mọi cách khi mà cái sản phẩm của mình nó ra.
Sorry mọi người nha. Nói không ra luôn. Nên là hôm nay tôi xin nói một chút xíu nha. Vì nói không có ra luôn. Càng nói càng thấy nhỏ. Mọi người có biết Christine vui lắm không? Biết sao không? Tại vì mình dục trước mình hồi nãy chưa có các cái này á, lo lắm, rất là lo luôn. Nhưng mà đến khi mà mình cắt xong hai ngón này nè, mình rất là vui, tại vì mình đã làm được. Christine ít khi cắt bột lắm. Mà hôm nay cái người khách nó yêu cầu có hai ngón cắt bột á, lo lắm, tại mình ít khi làm. Nhưng mà khi mà làm xong cái ngón này nè, mình cảm thấy tự tin nhiều lắm, thấy không? Rất là tự tin nhiều hơn đó. So beautiful, I like it. Thank you. Hi anh Tom Cass Nguyễn, hi Daisy Nguyễn, hai anh Kevin. Đúng rồi, Christine hơi bệnh một chút xíu. Cả tuần nay á mà nó không có hết, mà nó cứ đi lại lại hoài như vậy đó. Mọi người có khỏe không? Hôm nay Christine nói ít một chút xíu ha. So this one the blue tool, okay? This color, blue tool. Màu blue rất là đẹp ha. Hôm nay này mình sẽ có bầu bông 3D ha. Lát nữa Christine sẽ chia sẻ về cái mà mình á làm cái bông mà màu blue á, mà blue mà nó có màu trắng đi nữa. Mình sẽ chia sẻ về các cách mix màu ha. Mix màu làm sao để cho nó khi mà ra nó hài hòa một chút xíu. Vì nếu cái này á mình đi không một màu blue á nó đậm lắm ha, mình sẽ đi phối hợp thêm cái màu trắng nữa. Christine sợ lắm, nó ít khi bệnh lắm, mà mỗi lần mà nó bệnh cái là sợ luôn á, nó kéo dài lắm, mà nó không bệnh thôi liên tục mấy năm không sao hết, không có vấn đề. Mà tới khi nó bệnh cái là mình sợ. Nên nó mình nói là lâu lâu nó thăm mình cái mình sợ. Nên làm sao không vậy á, mình cũng quý cái sức khỏe lắm. Đó, tới khi mà mình bệnh nó mình mới biết nó khó chịu cỡ nào luôn á. Dạ, thank you chị Tú Hương ha. Dạ em cũng có pha luôn á, mà không biết sao uống chanh muối mật ong nè, pha chanh everything luôn, thử hết mà nó không có khỏi. Một lần thôi mà nó cho mình thử cả thứ bệnh luôn, đủ thứ luôn á. Dạ thank you anh Tom, thank you chị Hương. Hello. Hi Brenda. No. Well, I'm getting my nails done. Đây thấy vui ha. Khi mà Christine là mình tự cắt xong hai cái ngón này. Rất ít khi làm. Hi Brenda, đi bác sĩ mới hết hả? Thường á đi bác sĩ nó cũng cho mấy cái thuốc bình thường thôi, cũng là thay men non này nọ. Nên khi đi bác sĩ lắm. Chỉ là mình mua thuốc uống nhiều.
Với lại đi bác sĩ mình phải lấy hẹn trước nữa. Dạ chị Thu Hương, dạ em cũng có uống vitamin C á. Dạ. Dạ, bác sĩ thường phải lấy trước cả tuần á, nên là muốn gặp bác sĩ cũng hơi khó, nên nó chỉ có mua thuốc thôi, đến khi nào chịu không nổi vô ôm trần xì cho nó nhanh. Đau quá không gặp anh Thơm nha. Mọi người nha. À, chắc ngày mai nữa là cuộc sinh hết bệnh đó, có thể là vậy, tại vì lên tính vậy là ngày mai nó sẽ hết bệnh. Thank you Brenda nha. Đúng rồi, đi bác sĩ thì bác sĩ là hả cho thuốc nó uống tốt hơn, nhưng mà cũng có nhiều chỗ bác sĩ nó cho thuốc đi đi lại lại thôi à. Hai màu này thấy mọi người thấy nó dễ thương ha, hai màu này rất là dễ thương. So you that's that's why you have the glitter shiny too, okay? Keep the shine better. Hi, Chinda Son. And Tom. Thank you, anh Tom nha. Thank you. Khi nào em lái, em vô say hi em một cái là em vui rồi. À, lên đây mà gặp mọi người say hi nhau á, là vui lắm. Chứ nhiều khi ai cũng busy á, mình cũng đâu có gặp nhau đâu. Khi nào live stream á, làm live thì mới gặp được mọi người thôi. Hai anh Phước Nguyễn, hai Chính Đà So. Christine như vậy đó, cũng không biết khỏe không nhưng mà vẫn làm được đó, vẫn ngồi và vũ cái bộ nail này á, 1 tiếng rưỡi, gần 2 tiếng á, cái bộ nail này á, tại vì dài quá. Nên á, khi mà cái người làm được bác sĩ á, nó cũng phải có duyên lắm á, đúng không? Tại vì bác sĩ á, khi mà đụng vô bệnh nhân là hết, còn nếu mà hả không có duyên á, đụng vô không hết là bác sĩ không được. Ôi rách bao rồi. Hai chị Trang Lì Đỗ, hai chị Mai Trần, hai anh Phước Nguyện nha, anh khỏe không? Bây giờ Việt Nam là sáng sớm rồi đó. À, sao anh không nhắn tin cho tụi em? Nhớ tụi em ở San Jose tới 4 ngày lận, 4 đến 5 ngày lận á. Mọi người gặp nhau chủ yếu là vui ha. Gặp nhau cái là vui là mừng rồi. Có duyên lắm, có duyên lắm mình mới gặp nhau, đúng không? Cái này là Christine dán bằng cái móng này ha. Dán bằng cái móng này nè. Nên nó cũng có nhiều bạn thắc mắc sao nhiều khi làm live á Christine hay dùng cái kia. Tại vì cái kia nó clear. Nó clear với lại nó thẳng hơn, còn cái này nó hơi có độ cong kìa. Không? Mọi người thấy cái móng mà của người khách nó hơi có độ cong đúng không? Và cái kia thì nó ngắn hơn cái này, nhưng mà cái người khách này thì nó đòi dài hơn. Nhưng mà cái móng thiết này mình vẫn có thể là dụ cho nó cutting ha, mình cũng làm được như cái kia.
quan trọng khi mà mình dũa mình phải dịnh nó, đừng có cho nó lung lay ha. Mình phải dũa thẳng chứ mình có dũa sâu rồi quơ quơ hai bên á là nó sẽ bị tròn á. Nên khi mà làm coffin á, mình không có cho cái người, mình không có cho là nó bị rung cái móng chip ha. Nếu mà rung á mình dễ bị tròn lắm, mình chỉ được kéo hai cái đường thẳng xuống thôi. Khi mà làm móng dài vậy á, nếu mà mình đi cái xếp mà nó hơi bị méo bị tròn á, nhìn nó kỳ lắm đó. Khi mà dụng quá mình cố gắng coi lại ha, nó không có bị lệch ha là được, thấy không đó. Khi mà làm xong mình ngắm vậy nè, cho cái người khách thật là tự nhiên thôi, mình sẽ nhìn ra cái đầu móng nó có bị tròn hay là bị méo hay không đó. Nhưng mà tích làm á, bắt buộc cái đầu móng của mình nó phải vuông nha, vuông á nhìn nó mới đẹp. Còn nếu mà nó tròn á, trừ phi khi mà mình làm xong rồi đó, khi mà mình bóp phở á, mình bóp nhẹ cái phần dưới thôi, chứ mình không có dụ ha, dụ giống cái sữa ra á là mình mất à, cái móng của mình nó mất đẹp á, cái khó tình á. Dạ lúc đó anh vừa đi thích sạch hả? Dạ không sao, khi mà có dịp nữa tụi em quay lại San Jose nữa sẽ gặp anh ha. Dạ rất là vui khi mà gặp mọi người tứ phương, rất là vui lắm. Hai chị Thu Phương, em cũng không biết nữa, em thì công ty Just Nail á, thì đi đâu thì em theo đó. Với lại á, có một cái nữa, nếu mà anh chị nào ở cùng cái tiểu bang á, mình tập hợp á, đủ 20 người á, thì nhóm của tụi em á, sẽ đi qua bên đó. Dạ còn em cũng không biết nữa, tại vì á, đi xong cái lớp ở bên tháng 6 ở bên Orlando á, là nhóm của Alex á, của trung tâm Chastel á, sẽ tạm nghỉ dạy một thời gian nha. Dạ khi mà đi xong cái lớp ở Orlando á, là tụi em sẽ tạm nghỉ một thời gian, tại vì cái công việc nhiều quá nên là tụi em chưa có sắp xếp được đi lại ha, nên tụi em sẽ không có biết khi nào sẽ đi dạy trở lại nữa. Hai Gabi, hai Benjamin, hai Lữ Bố nha, hai Michael Phạm, hai Công Bùi, hai chị Nguyễn Hương Giang. Quay dọc màn hình hả? Bây giờ Christine không có quay được nha, không biết làm sao quay nữa, tại vì sợ quay là nó, để coi Christine thử quay có được không nha. Okay, một little bit. Cái này mọi người thấy không? Như vậy đúng chưa? Hai Michael Phạm. Cái màn hình á để như vậy á, mọi người thấy sao? Được không? Tại vì có chị Thu Hương á, chị Hương Giang á nói là quay cái màn hình lại như vậy nè. Mọi người có thấy không? Nhưng mà không sao, Thu Hương ơi, khi mà tụi em không có đi nữa, nhưng mà tụi em sẽ cố gắng làm live ha. Đây Christine sẽ quay lại ha. Tại vì chị yêu cầu mà Christine không biết quay như thế nào. Đây ha, cái mà Christine dùng cái móng thường này nè, dán làm ra nó vẫn ra cái coffin đều ha. Quan trọng á, khi mà mình lấy xếp mình dán móng không có meo. Với lại á, khi mà mình dũa á, mình cắt xếp và mình dũa xếp không có cho nó meo á, là mình dùng tip nào mình cũng có thể làm ra ha, không phải là nhất thiết phải là cái móng clear. Thank you chị Phương Ly nha. Dạ em sẽ cố gắng cắt khe. Thank you chị, thank you mọi người lắm.
Và hai anh Kevin, hai đi bên ta. Nên thì khi mà tháng 4 này á, của công ty Just Sale sẽ có một cái lớp ở trên vị trí nhà nữa. Nên anh chị nào gần đó thì mình có thể đăng ký bây giờ ha. Ngày 16, 17, 18 tháng 4. Và tháng 5 nữa là sẽ có một lớp ở bên Westminster gần khu vực Phúc Lộc Thọ ha. Và anh chị gần đây cũng có thể là đăng ký bây giờ với Christine hoặc với các bạn trong nhóm. Và tháng 6 ở bên Orlando ha. Nên anh chị nào muốn đăng ký á, có thể đăng ký ngay bây giờ. Dạ. Chị Phương Vương, Christine không biết khi nào sẽ đi dạy lại ha. Chị biết là sẽ tạm dừng một thời gian. Nên anh chị nào gần đó thì nếu mà sắp xếp được cố gắng tranh thủ ha. Mình sẽ đi chia sẻ một về những cái kinh nghiệm mình có. Và trước cái đó thì mình cũng có những cái demo show ha. Anh chị nào không có học mình cũng có thể tham gia và giao lưu với nhau và mua những cái supply chất lượng ha. Những cái show như vậy á, thường là Just Nail sẽ có discount là 10% off tại chỗ cho mọi người nha. Nên á, mình có thể share cho bạn bè hay là gia đình, người thân của mình tham gia giao lưu với công ty Just Nail ha. Dạ. Dạ, Christine chưa biết nữa. Vì bây giờ cái lịch đó là chỉ tới tháng 6 thôi. Cái lịch là tới tháng 6 thôi là tạm dừng rồi. Nên á, Christine cũng không biết khi mà quay trở lại đi dạy như vậy là sẽ không có biết lúc nào nữa. Nên là tùy theo vào số lượng người yêu cầu ha. Nên á, bạn nào muốn yêu cầu á, nhóm đi tới cái thành phố nào á thì dựa trên cái số lượng người yêu cầu nhắn tin ha. Giống như người nào muốn học như thế nào thì cứ nhắn tin vào cái nhóm, sau đó là nhóm sẽ note lại. Chẳng hạn giống như thành phố đó là có 30 người là nhắn tin rồi là muốn đi học á, là nhóm sẽ cố gắng sắp xếp và đi tới những chỗ đó ha. Còn không á thì thường thì việc dựa theo cái số lượng yêu cầu của học sinh nha. Món này á thì mình sẽ đi Calm Blue ha. Đó, người khách nó muốn Calm Blue nè. Hai chị Mai Trần, hai chị Do, hai anh Châu Nguyễn. Hai chị Thêm Mì Lê, khỏe không chị? Hai Thúy Hoàng, hai chị, hai Caroline, hai chú chị, hai để làm mình dụt xa hết sát. Ngón này mình sẽ dụt thêm một chút xíu nữa. Ngón này chưa có dụt ha. Mình sẽ dụt lại. Bây giờ là mình sẽ đi cái com trước ha. Mình sẽ đi xong cái com, sau đó mình sẽ qua cái 3D. Khi mà 3D á,
mình sẽ gắn đá cái bước gắn đá là mình phải luôn luôn cho nó sâu cùng ha. Vì nhiều khi á mình design xong ngón này và ngón kia, lát nữa là mình nhiều khi mình muốn để đây mình thì sao đúng không, nên nó mình luôn luôn đi những cái đơn giản trước hay là cái gì trước, và cái diamond á mình luôn luôn là sẽ design sâu cùng nhất. Khi mà mình làm xong cái diamond á là mình sẽ hoàn chỉnh xong cái bộ design của mình. Khi mà làm xong á mình sẽ cho hai bên để coi cái shape nó có đều chưa nha. Đó, nếu mà chưa có đều hai bên á thì mình sẽ vô tiếp, còn nếu mà nó đều rồi đó thì mình sẽ cho cái người khách nó rửa tay một chút, sau đó sẽ quay lại và sẽ làm cái design ha. Đây Christine sẽ chia sẻ với mọi người cách mà làm cái comb ha. Cách mà làm cái comb dễ lắm, không có khó đâu. Quan trọng là mình đi đúng cái bước của nó là mình sẽ làm ra ha. Nó không có khó đâu. Wash your hand, ok. Đó, mình sẽ bóp sơ thôi. Sau đó mình sẽ cho cái người khách mình rửa tay ha. Ok, wash your hand. Mình sẽ có thank you chị Thu Hương. Wash your hand, yes. Sorry, you can't hear me too. Mình sẽ đóng nước khom mà bằng cái mình sẽ đóng nước khom bằng cái đây là thấp khóc của Jasmine ha mọi người. Mình dùng cái chai này để mà đánh khom. Bây giờ là Christine dùng cái máy bây giờ Christine đang dùng hai Thu Hồng, em khỏe không em, hai Hoa Nguyễn, hai Kim Nguyễn nha. Đối với cái máy OPI á là Christine sẽ để cái top này á Christine sẽ để cái top này á là 10 không được quá 15 giây ha. Khi mà mình đánh khom á đây là cái màu silver ha, và đây là cái màu blue chrome. Bên này là gần 7 giờ ha, tối nay là Christine sẽ được về sớm. Và hai cái chrome này this one the blue too right, blue for this one, yes. Okay. Ngón này thì mình sẽ làm silver với blue ha, mình sẽ làm ombre. Còn cái ngón này là mình sẽ làm blue or silver? I want it silver and blue for this one, and I don't care, whatever you want to do. No, you care. What color? Okay, so this one silver, this one blue. Okay. Okay. Đây ha, mình sẽ sơn một lớp thật là mình sơn một lớp thật là vừa thôi, không có dày quá và cũng không có mỏng quá ha. Mình sẽ sơn tới bến ha, vì nếu mà cái thấp của mình tới đâu á, lát khi mà mình đánh khom á thì cái khom của mình nó sẽ tới đó nha. Đó, mình sẽ sơn một lớp mỏng không có cho nó bị sọc, nên á những cái mình sẽ cố gắng làm sao để cho nó không có bị hột ha, làm nó không có bị hột và nó không có bị rộ. Vì cái khom á khi mà mình làm á nó rất là khi mà mình giống như bị những cái đó á, khi mà mình đánh lên á nó sẽ thấy nha. Ok, anh Sáng, hai chị Chu Anh Đào, hai Thông Nguyễn, hai Vincent Nguyễn nha.
10 seconds, look at me. Cái này thì Christine sẽ cho nó là 10 giây thôi ha. 10 giây thôi nha. 10 seconds? Yes. Okay, thank you. Mình sẽ cho nó 10 giây thôi, từ 10 đến 15 giây nha. Không quá 15 giây nha các bạn. Khi mà mình quá 15 giây là cái top code của mình nó khô á. Mình sẽ đánh com không có được nữa nha. Ok, inside. Inside, the thumb. Khi mà mình đánh com á, mình có thể sử dụng cái miếng bông gòn này nè, cái miếng này nè ha, rồi cái kiếng đánh makeup hoặc là cái bao tay, mình cũng đánh com được nha. Cái bao tay mình cũng có thể dùng để đánh com nữa, nên là tùy theo mọi người có cái gì mình sử dụng cái đó ha. Ngón này là Christine cũng đánh com luôn, nhưng mà Christine sẽ đánh silver với màu blue nha, hai cái nó kết hợp với nhau. Ok, inside. Sorry. Cái ngón này là mình không có cho để vô được. Tại vì ngón cái là Christine lỡ để cái com mà được 10 giây rồi đó. Bây giờ là Christine sẽ đánh cái màu blue ha. Cho mọi người xem. Khi mà mình đánh màu blue á, tới đâu á, cái chỗ nào có, chỗ đó phải có cái com nha. Not dry yet. Nó không có được khô bên này ha. Đây nè, phần này chưa khô là mọi người thấy nó không có bóng đúng không? Cái này á, mình sẽ lấy acetone và chùi ra ha. Chùi ra và mình làm lại. So this one have come, you see? Like this, okay? Mình sẽ sơn lại và cho nó 10 giây ha. Vì cái bên này á, cái người khách nó móng tay dài quá, đúc không có vào á, vào không hết á, và nó bị nghiêng qua một bên nên thành ra là nó không có được, không có khô ha, mình chà không có được. Ok, inside. Alan, help me to look it. We call the thumb. The thumb I need like this, okay? You turn like this, and I'm dry. Okay, this side. Và cái ngón này, 10 seconds only. Yeah, cut out. Yes. Ngón này thì mình sẽ đi silver ha. Đó, mình đi tới đâu là cái mình có cái comb tới đó nha. Vậy nó mới ăn. You guys bought my car? Am I yelling? Okay, get my money and go buy the ticket. Okay, cái trường hợp này á, đúng. Trẻ thương hơn. Biết tại sao nó bị mờ không? Tại vì cái tay của người khách á, khi mà nó để vô máy nó cứ nằm vậy nè. Cái bên này thì bóng mà cái bên này không có bóng. Tại vì á, cái bên này á, cái người khách á, nó không có máy, cái này chưa có khô. Đúng không? Đây nè, cái bên này bị mờ ha. Nếu mà gặp trường hợp mình phải chùi đi làm lại. Thì sẽ kêu cái người khách á, nó để ngay một chút xíu. Nó phải để ngay một chút xíu nó mới được. Ok. So later the same thing, okay? Finish the like this, okay? Because this side no dry. No dry, I can go with the comb.
không sao ha, mình sẽ chùi đi và làm lại. Không có gì là không thể ha. Đó, mình sẽ đi lại ha. Mình chắc chắn là mình sẽ sơn cho nó đều ha. Chỗ mình đánh khơm phải đầy đủ, có cái laptop này nó mới dính ha. No, 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 no. Just this one? Just this one. Because I want the thumb here, like this. Okay. Yes. Okay. Because no, no dry, they no shine. Đây ha, đó, khi mà mình yêu cầu cái người khách để ngay lại, tại vì á, nếu mà để méo qua một bên á, một bên nó sẽ không có bị khô, không có khô á, không hơ tới cái đèn á, nên thành ra là làm cho cái thấp khuất của mình á, nó không có đủ độ cho mình đánh khơm ha. Đây ha, đó, Christine đã làm xong rồi, các bạn thấy nó bóng đúng không? Đó. Sau đó mình sẽ dùng cái miếng này và mình chùi sạch sẽ ha. Không? Đây ha, mình đã đánh cái khớp xong ha, rất là dễ nè. Đúng rồi ha, cái này màu này là silver, màu nào nằm dưới của nó cũng là vậy. Chỉ có cái nếu mà màu lợt á, mình đánh ra thì nhìn nó hơi lợt lợt chút xíu thôi ha. Còn nếu mà màu đậm á, nó vẫn như vậy ha. Cái này chắc khô quá rồi, đánh không ra. So the color, okay? Alan. That's no good. Oh yeah. No, we could just leave it like that. How about this one? Silver too, okay? Okay. No, this one no good. That won't go. It won't be able to go over that. Huh? Can it go like over that? That glitter? Or does it not? No. If this one you want, I just do the clay comb first, and then later I do a little bit glitter on top. Okay. Thank you mọi người nha. Bây giờ Christine sẽ chia sẻ lại cái làm comb ha, bao nhiêu phút và bao nhiêu giây nha. Đó, đây là cái móng ha. Đó, Christine sẽ đi cho nó là. Cái này là Christine sẽ đi cho nó là 10 đến 15 giây thôi, không được quá 15 giây nha mọi người. Đó, mình sẽ đi một lớp thật là mỏng nè. 10 đến 15 giây thôi nha. Đây là cái top coat của Just Nail, mình có thể làm comb, bột comb, sơn silat, everything ha. Rất là có nhiều cái tác dụng và top coat rất là bóng nha. Mình sẽ ok, inside. 10 seconds, ok. Và cái ngón này là người khách đã cho vào ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đánh khơm nè. Mình để là không quá 15 giây nha. Không quá 15 giây nha các bạn. Thì á, tốt nhất á, thì mình cứ để 12 giây thôi. Can I leave it like that? Too late. Oh, it's too late. Yes, because if you want the ombre, I do different. I don't use too much the crumb. Okay, you leave it like that, no nice. See? I like it. No, it's okay. I remove and I redo for you.
Sorry mọi người nha. Bây giờ khách nó muốn cái upgrade thôi. À, mình phải để chùi đi và làm lại nha. Muốn upgrade silver. Muốn upgrade silver ha. Và sẵn đây là cô xin cũng chia sẻ cái cách mà làm upgrade silver luôn. Từ trên xuống dưới nha. On top right, go down. Ok. hai anh Đại, hai Ngọc Lan, hai Silver, Sylvia. Khi mà chùi cái này á, mình nên lấy giấy ha. Mình có nên lấy bông gòn. Tại vì á, cái bông gòn nó easy, nó rất là dễ dính những cái cọng lông ha. Khi mà chùi những cái này mình nên lấy giấy. Đó, mình lấy giấy ha, để mà mình chùi. Hi Eva. Đây ha, mình sẽ cho nó là 10 giây thôi. 12 giây đi. 10 giây, 12 giây ha. Nếu mà đối với cái máy OPI á thì các bạn để cho nó là 10 giây nha. 10 giây thôi. Còn đối với máy treo lịch á, mình có thể là để cho nó khoảng 12 giây, 13 giây. Còn đối với những cái máy kia mình có thể đợi cho nó là 15 giây. Đó, vì tùy theo cái đèn của mình nó có nhiều đèn, bóng đèn ở trong hay không nữa. Đó, vì Christine đang sử dụng cái máy treo OPI ha. Nên là mình cũng chia sẻ, ok, OPI thì mình để 10 giây thôi. Là cái độ dính cho cái com nó rất là bền, nó rất là nhiều. Mọi người có nghe rõ Christine nói không? Ok, insert 10 seconds, ok? Don't forget. Next, you don't touch this one. I not cover with the top. Ok. Còn cái ngón này á, thì mình sẽ cũng sẽ đi umbre ha. Khi mà đi umbre á, mình sẽ không có lấy nhiều cái comb quá là ha, mình sẽ đi nhẹ nhẹ thôi. Thấy không? Ở trên đậm ha. Ở đây á, từ từ xuống á, mình sẽ cho nó lợt nha. Đây nè, từ từ mình cho ở đây đậm thôi. Đó, mình sẽ cho ở đây lợt nè. Các bạn thấy nó lợt không? Đó, nó lợt á, mình sẽ làm cái umbre ha. Thấy không? Mình sẽ đi nhẹ nhẹ thôi. Ừ, mình sẽ đi nhẹ nhẹ thôi ha. Mình sẽ không có đi đậm quá. Còn cái chỗ này mình phải cho nó đậm nè. Chỗ này nè. Cái chỗ này luôn luôn là đậm ha. Mà về mình xuống dưới mình sẽ từ từ cho nó mờ xuống. Sẽ từ từ cho nó mờ xuống nha. Thế là mình xong rồi đó. Đó, ngón này umbre nè. Đây, các bạn thấy nó bóng đúng không? Đó, ngón này mình sẽ cho umbre. Yeah, Christine bệnh rồi. So you don't touch, ok? Don't touch, don't touch. Và cái ngón này là Christine cũng cho nó umbre ha. Umbre ở đây á, mình sẽ cho nó đậm nè. Không, mình dùng một lần thôi. Đó, ở đây á, mình sẽ xoay cho nó đậm ở đây. Đó, mình sẽ thắt kè ở đây trước. Sau đó trong cái cây này của mình á, nó có mà đúng không? Mình sẽ đi từ từ xuống nè. Nhưng mà mình phải đi cho nó sao vẫn còn mạnh hơi một chút xíu nha. You decide, no try too. Tylin, you put the machine, you do like this. Cái bên này nó còn không có khô. Nhưng mà không sao, mình đi umbre thôi. Cũng không đến nỗi ha. Đó, đây, mình sẽ đi nhẹ nhàng ha. Mình ra umbre. Sau đó mình sẽ chùi bớt nó đi. Chùi sạch ha. Những cái bụi so like this be better. Ủa, ai cho con mượn cái hai gà con, hai Diễm Trần, hai Brenda. Just now chưa có cái này ha. Khi mà nếu mà mình nhiều quá, mình làm ombre nhiều quá, mình sẽ lấy một chút xíu giấy nè. Mình thấm acetone ha. Mình sẽ chùi nhẹ đi những cái chỗ mà mình không cần nữa. Không, thấy không? Mình đi không đẹp đúng không? Mình sẽ chùi bớt cho nó mỏng lại. Để nó ra cái ombre đẹp hơn, theo cái ý muốn mình hơn đúng không? Đó, mình sẽ chùi bớt đi ha. Thì khi mà ombre á, mình không có yêu cầu nó xuống tới đây. Nhưng mà Christine đi quá, đúng không? Cái này cũng là trường hợp rất là hay để mà mình xử lý. Mình không có cần làm chùi đi và sơn lại. Mình chỉ cần lấy một chút xíu giấy, thấm một chút xíu acetone ha. Mình sẽ chùi sạch ở đây nè. Thấy không?
Đó, Christine đã chùi sạch đi ha, và nó sẽ ra cái âm rầy từ đậm tới lợt nha. Bây giờ là mình sẽ sơn top nè. Cái lớp này là sẽ là bảo vệ ha. Mình sẽ sử dụng hai lớp top để mà bảo vệ nó. Cái lớp thứ nhất á, mình sẽ đi thật là mỏng và sẽ đi thật là đều ha. Sẽ tới từ cái góc ngõ ngách của cái comb luôn. Như vậy á, mình sẽ mới bảo vệ được cái comb của mình, vừa bóng mà vừa last long nữa. Lớp đầu tiên bảo vệ thì mình sẽ đi thật là mỏng và đi thật là đều ha. Chỗ nào có comb là mình sẽ cho cái top của mình tới đó. Như vậy mình sẽ bảo vệ được nó last lâu hơn. Đấy không? Đó. Khi mà làm comb muốn cho nó bóng không có hột á, là cái mặt móng của mình phải mịn và cái top của mình nó phải sạch nha. Nếu mà Only 10 seconds? No, no. Just go hand 60 seconds. Okay. Đó, ngón này cũng vậy ha. Ừ, mình sẽ bảo vệ nó bằng một lớp top thật là mỏng. Cái lớp thứ nhất á, mỏng thôi. Cái lớp thứ hai mình sẽ cho nó dày một xíu. Khi mà muốn cái comb của mình á, nó bóng á, thì mình khi mà làm xong đánh xong cái comb á, mình sẽ làm sạch cái bề mặt của comb á, phải làm sạch bụi nha. Có những cái Ok, inside. Be careful, ok? More inside. À, và cái lớp thứ hai mình sẽ cho nó một dày một chút xíu nha. Lớp thứ hai thì mình sẽ cho nó dày một chút xíu. Mình sẽ bọc xung quanh đó, hai bên luôn. Và cái đầu móng nha. Cái lớp này sẽ quyết định cho cái comb của mình nó có last long hơn. Nhưng mà đối với cái top của Just Nail, mọi người yên tâm ha. Khi mà làm á, nó rất là bóng và nó rất là bền. Just relax. Okay, inside. Thank you anh tình yêu nha. Thank you. Hai của anh định, hai Cynthia. Top coat này Christy Lee. Top coat này mình có thể là xài cho dip luôn nha. Vừa dip vừa đắp và vừa cho shellac luôn. Mọi người ai xài rồi thì sẽ biết cái hiệu quả của nó ha. Và chưa xài mình sẽ xài thử. Khi mà đã thích rồi thì mình sẽ tiếp tục xài nha. Top này rất là cứng ha. Nên cái người khách của mình á, khi mà làm tới á, everything tới 3 tuần sau 3 tuần 4 tuần vẫn rất là bóng ha. Và nó không có bị vấn đề gì hết. Đó, mình sẽ chắc chắn hai bên ha, thấy không? Đó, rất là tỉ mỉ và nó sẽ rất là last long. Ok, inside. Đó, mình xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ sơn top ngón này và ba ngón kia còn lại thì mình sẽ làm 3D và gắn hộp xoàn diamond nha. Thank you mọi người nhiều lắm. Mọi người có hiểu không? Đó, Christine nói như vậy mọi người nghe có hiểu không? Có thắc mắc gì cứ hỏi nha, Christine sẽ trả lời hết. Biết gì sẽ trả lời cái đó nha. Đó, rất là bóng ha, glitter rất là đẹp nè. Mọi người thấy không? Bóng lắm. Ok, inside. Cái comb hả? Cái comb này á, Christine không có biết là cái hiệu gì nữa. Nó chỉ là có trong tiệm thì Christine xài thôi ha. Cái này là do mấy chị trong tiệm đi mua nail supply. Còn cái ngón này á, Christine sẽ rắc một chút xíu clear lên. Thank you mọi người nha. Anh tình yêu nói mà em không hiểu luôn. Hi Rachel, hi em. Đó, Christine kiếm cây cọ ha để mà rắc cái tinh tuyến nè. Mình sẽ làm âm rầy nha. Cây cọ làm dip không được không? Cái cây cọ dip á. Cây cọ dip á.
lip powder á, cái cỏ mà rải trên tuyến á, em không cần để mấy cái này cũng được. À, trước khi mình làm cái này ha, cái này nè. Nhưng mà em lấy cái này rồi không sao, em sẽ làm. Ok, so I do this one, ok, on top. Mình sẽ bọc một lớp, cái này là mình chưa có bọc lớp nào ha, mình sẽ bọc cho nó lại đó. Cái lớp thứ hai á, mình sẽ làm cái kim tuyến nổi ra ngoài ha. Đây, cái này là lớp thứ nhất để mình bảo vệ cái comb của mình ha. Dạ, anh tình yêu thì em không cần nói, anh cũng hiểu nữa. Chỉ có cái là em hỏi mấy anh chị á, chưa có làm qua cái comb á, là nghe em nói nghe có hiểu cái gì không? Có hiểu không? Nếu mà không hiểu thì em sẽ giải thích lại. Đấy. Còn anh tình yêu và mọi người biết rồi là hả? Em không cần nói cũng biết luôn. Em còn muốn học hỏi từ mọi người mà. Hai chị em Mì Lê. Cái này nè, lớp này á, là mình sẽ làm ombre màu blue ha. Ombre này á, là mình sẽ làm nổi ra ngoài ha. Mình không có làm ở dưới móng. Ở phần dưới này mình sẽ đi một lớp top cho nó hơi dày chút xíu ha. Để khi mà mình rải cái kim tuyến vô á, nó sẽ dính ha. Nó không có bị bung nè. Hai chị hai chân. Dạ. Đó. Mình sẽ cho cái này ha, đây là cái glitter đó. Thay vì cái ngón hồi nãy á, mình sẽ làm ẩn ha, dưới cái gì đó, dưới cái bột. Còn cái ngón này á, mình sẽ làm cho nó nổi ra ngoài ha. Đó, mình sẽ dùng cây cọ. Nhưng luôn nhớ là khi mà mình làm ombre á, thì ở dưới đậm thì ở trên cũng phải lợt nha. Đây là cái baby glitter, nó rất là mỏng và rất là mạnh ha, dễ thương lắm. Đó. Trước khi để vào máy mình sẽ bước cho nó không có bị mất xếp ha. Đây mọi người thấy không, mình sẽ kết hợp hai cái lại với nhau. Ok, inside. Yes. Be careful, ok. Đó, mình sẽ cho nó là đúng 1 giây, 1 phút ha. 1 phút thì nó mới đủ độ khô và nó đủ độ chắc. À, thì mình đợi trong 1 phút ha. Yeah. Đấy, thế là mình xong ha. Mọi người thấy không? Đó, Christine lấy tay quẹt mà nó không có ra ha. Nó rất là bền ha. Thấy không? Nó không có ra ha. Khi mà như vậy á, nếu mà cái người khách muốn mát đó, như vậy thì mình cứ để cho mát nha. Còn nếu mà không muốn mát á, là mình sẽ sơn một lớp top thật là mỏng qua. Đây gọi là baby blue. Đó, thấy không? Mọi người thấy nó có đâu có bị cộm đâu đúng không? Đó. Cái clear kim tuyến này rất là mỏng và mịn ha. Ok, inside. Bây giờ mình sẽ qua cái phần 3D ha. Mình sẽ đi 3D, sau đó mình sẽ gắn diamond. Give me your hand. Just inside. Ok, mình sẽ đi cái bông ba lê này trước. Ok, what kind of flower? Show me the picture. Mình sẽ coi chắc nó muốn làm ra cái gì. Hai tài nguyên, hai rose, hai chose.
Và mình cũng sử dụng lại cái màu blue này ha, để mà làm cái bông. Ui đậm quá. Khi mà nó đậm quá như vậy á, mình muốn không có show up nhiều á, mình sẽ kiếm một cái màu thật là gần với nó nha. Hi JC. Okay, I got it. Đây là các bạn thấy hai cái màu này giống nhau đúng không? Đúng không? À, cái màu này là từ cái hũ lớn chiết qua cái hũ nhỏ nè. Nên á, những cái màu của chất nail á, mình có thể làm 3D luôn nha. Mình có thể làm 3D luôn. Đó, bây giờ là mình đang bạn vào Just Nail ha. Just Nail cũng có màu calm á, nhưng mà Christine không biết bây giờ còn hay không. Nhưng mà mọi người cứ vào thử đi. Rồi nếu mà nó có thì mình sẽ order, còn nếu mà không có thì các bạn sẽ ra những cái khu vực mà supply gần nhất ha. Mình sẽ có. Ok, bây giờ là mình sẽ qua cái nha. Phần design 3D này. Thank you JC. Mọi người vui lòng bấm nút share một cái stream nha. Show me the picture. One more time. Hi Liliana. Đây mình sẽ sử dụng những cái màu mình có để mà làm cái bông 3D nha. Cỏ 3D số mấy là Christine không có biết số mấy ha. Nó không có số. Christine mua nó lâu rồi cái hiệu này ha. Christine mua nó ở bên Việt Nam á. Ok. Cái bông này thì mình làm nó hơi lớn một chút xíu ha, vì cái móng tay của người khách đó nó cũng dài á, mình sẽ làm cho nó lớn một chút xíu. Mọi người có thắc mắc gì không? Anh chị mà làm nail curl mà nó hay bị chấp á, rồi đánh nó không có ăn nữa, có thắc mắc gì không? Cứ hỏi Christine nha. À, mình sẽ trả lời cho. Mọi người, Christine chia sẻ ha. Thank you lắm, thank you nhiều lắm. Mình sẽ đi những cánh bông thật là mỏng thôi nha. Mỏng nhất có thể nha. Vì á, mỏng lắm như vậy á, nó sẽ không có bị vướng tóc của người khách ha. Nếu mà mình làm dày quá, u quá thì cái người khách nó dễ bị vướng tóc lắm. Là một lần thôi là lần thứ hai á, người khách nó sợ đó. Nên á, mình sẽ làm cho nó sao, cho nó thật là mỏng nha. Hai Jen, hai Ngọc Trần nha. Hai chị Thu Hương ơi, cây cọ này của Christine không biết nó là số mấy ha. Nhưng mà Just Nail á, sẽ có cây cọ dài lai và cây cọ 3D ha.
Và Christine sẽ test những cái cây cọ đó, chắc chắn là nó tốt và mới giới thiệu đến mọi người nha. Còn bây giờ nếu mà các bạn muốn mua giống của Christine hay là bất cứ hãng nào á, Christine cũng không biết hãng nào nó sẽ tốt vì Christine không có xài ha, không có thử và xài những cây hãng đó, nên là Christine cũng không có dám nói là cái nào tốt và cái nào không có tốt. Nên nếu mà các bạn mà muốn thử thì cứ mua về và thử ha. Còn nếu mà không thì cố gắng đợi Christine để Christine giới thiệu với mọi người cây cọ đó ha. Vì thời gian chắc cũng phải 2 tháng nữa mới có ha. Đó, Christine đang ra sức để mà thét ra những cây cọ chất lượng ha, để mọi người mua một cây thôi mà xài lâu, đúng không? Còn cây cỏ này là Christine xài lâu lắm rồi đó, rất là lâu rồi ha. Và cái đầu của nó cũng không có còn nhọn nữa, mọi người thấy không, nó hoa nhọn rồi, nhưng mà đáng lý ra khi mà làm 3D như vậy á, cái đầu của cây cỏ phải nhọn mình mới lấy được cái độ nhọn và độ có nhiều cái bông á, mình cần cái độ nhọn đó để mà đi những cái nét ha. Nhưng mà cây cỏ của Christine nó mất hết rồi. And the two sides, I just do the white leaf, okay? Do the white leaf for you. Okay. Đó, hai bên hông thì mình sẽ đi cái lá màu trắng thôi. White leaf pattern. Mọi người thấy rõ không? Đây ha. Đó, mình đi thật là mộng những cánh thôi. Khi mà cái người khách đã đưa cái hình cho mình á, mình chỉ cần làm á cho nó giống thôi chứ không có exactly ha. Tại vì thực sự không có ai mà có thể làm giống ai được. Nên á, mình á, nói trước với người khách á, người khách mà muốn exactly á, thì mình khuyên cái người khách á, ok, mình chỉ có thể làm hết khả năng của mình thôi. Mình có thể làm similar thôi ha. Mình không có hứa là mình sẽ làm hết. Nhưng mà cái nào mình làm được thì mình cứ làm. Còn cái nào mình cảm thấy á, mình không làm được á, thì mình cũng không có làm được ha. Mình sẽ nói mình không có làm được để người khách đó nó sẽ chọn một cái nào khác hơn, đúng không, dễ làm cho mình hơn. Đây ha, mình sẽ cho gần một lúc xíu, mình sẽ làm cái nhụy, mình sẽ làm cái nhụy ở đây. Bye bye. Ủa, lại được về hả? Mà giữ sạch cái khay rồi để mai cô mới dắt nhớ đem về hả? Dạ dạ, ok, thank you dì, bye bye. Mai gặp. Dạ. Đó, và mình sẽ đi hai cái lá màu trắng ha. Thật, cái hình á thì là cái lá nó sẽ đi theo cái màu bông, nhưng mà Christine sẽ thay đổi một chút xíu, mình sẽ đi cái lá màu trắng thôi, vì á Christine nghĩ là mình đi cái lá màu trắng nó sẽ hợp hơn nha. Mọi người giúp Christine chia sẻ cái like này ha, hy vọng là sẽ giúp ích, có ích được cho những anh chị nào mà cần làm những cái bông như vậy nè. Khó thì nó không có khó, dễ thì nó không dễ. Quan trọng là mình kiên trì á, mình sẽ làm được ha. Cũng giống như Christine hồi nãy đó, bột rất là sợ. Nhưng mà mình nghĩ là hôm nay á, mình không đối diện, ngày mai mình cũng sẽ đối diện ha. Vì cái nghề của mình á, là mình kiếm tiền, khách đem tới thì mình phải làm thôi. Nếu mà hôm nay mình không làm, ngày mai mình sẽ không làm được, đúng không? Nên là hôm nay mình cứ làm, không đẹp thì lần sau mình sẽ làm đẹp hơn nữa, đúng không? Mỗi lần làm là mỗi lần cái kinh nghiệm ha.
nên á, mình không có gì gọi là ngại ngùng hết. Hôm nay làm không đẹp, ngày mai mình sẽ đẹp. Và ngày mai nếu mà mình chưa đẹp nữa là ngày mốt mình đẹp hơn, đúng không? Đây, đây là xong. Hi Kevin Cao, hi Nguyên Nguyễn, hi Trúc Trinh nha. Hi Charlie Nguyễn. Thank you chị Thu Hương nha. Đó, mình đúng không? Mình sẽ đi cái lá màu trắng thôi. Đó, để mà làm nổi bật lên cái bông của mình ha. Mình sẽ không có đi lá mà giống màu nữa. Hai chị Đào Phạm nên đó, mình mọi người cố gắng nha. Christine cũng có nhiều cái phải cố gắng lắm, nếu mà mình nản cái là mình làm không được ha. Không có gì là không thể, đúng không? Quan trọng mình cố gắng kiên trì là nó sẽ làm được. Đó, câu nói này là một người bạn Christine cũng cảm nhận ra được, nhưng mà cũng do một người bạn ha, đã khuyến khích và mình, mà quan trọng là mình nữa, mình quyết tâm thì mình sẽ làm được ha. Lát nữa là Christine sẽ không có dùng cái hộp là của Swarovski ha. Christine sẽ dùng cái hộp của Just Nail và mọi người sẽ thấy được cái hộp đó nó cũng rất là đẹp và giá cả rất là ok. Christine muốn chia sẻ đến mọi người ha. Christine, after the flower I have to go because we have to leave by 7:30. Oh, okay. You don't do the diamond? No, I don't have time. Okay, that's no problem. Thế là mình sẽ không cố gắng hụt nữa. Thay vào đó là Christine sẽ cho nó hai cái line màu trắng ha. Đó, mình sẽ cho nó, cho cái người khách hai cái line màu trắng. Mình không có muốn người khách đi ra đi với cái design đơn giản như vậy. Mình sẽ làm cái gì nhanh nhất ha. Sẽ làm cho nó nhanh. Okay. Your kid? Before your kid? Your baby? Your baby? Oh yeah. My oldest one, that's my little one. Come early. If you come too late, I can finish the design for you too. Oh, only finish the powder and then you don't have time no more. Cái người khách I'm gonna go to Tip Top on Tuesday and then I can put the diamond on. Bây giờ là Christine sẽ cố gắng làm cho nó thật nhanh ha. Vì cái người khách của Christine là vội đi lắm rồi đó ha. Sẽ không có làm diamond nữa, nên là sẽ xong cái phần cái ngón bông này là mình sẽ dừng tại đây ha. Nhưng mà không sao, tôi xin sẽ chụp hình. Như vậy thì cũng rất là đẹp rồi. Dễ thương lắm đi. Dễ thương quá đi à. Thank you mọi người share nha. Thank you nhiều lắm.
Hi JC, this bus don't have the number, okay? They don't have the number, only the 3D bus. Mình sẽ cho những cánh bông của mình thật là mỏng nha, để không có vướng tóc của người khách nha. Hai Thùy Đăng, hai Linh Nguyễn nha, chào mọi người. Đó, Christine đang vội quá, vội cho các người khách đi á. Anh Thành La là không có say hi được mọi người nha. You want keep the matte or you want keep the shiny? I want matte. Matte, okay. So I need to do the matte, okay? Okay. How long will the diamonds take? So for the diamond, let's see, in 30 minutes. It'll take 30 minutes? Yes. Oh no, then I'll do it on Tuesday. Okay. It only sample, so be fast. So it detail more time. Oh no. I just want like three right here. Only three? Okay. Yeah. Faster, right? Okay. I do faster for you. Hi Thảo Nguyên, hi mọi người nha. Mình sẽ đi nè. Cho nó cái kinh nghiệm nha. Dễ thương quá đi à. Bây giờ mình sẽ đi lá ha. Mà làm á mình cũng cố gắng cho hai cái bông nó đều nhau một chút xíu ha. Vì nếu mà một bên, nếu mà mình làm cái bông dạng khác nhau thì không sao, còn nếu mà mình làm giống nhau á, đó, mình cố gắng cho hai bên nó đẹp chút xíu, hai bên nó đều chút xíu ha. Nên mình làm bên này mình cũng phải dòm bên kia một chút ha. Để cho nó cỡ đều nhất có thể. À, mình sẽ cho hai cái lá đây. À, các bạn biết sao là Christine không có đi cái lá màu xanh không? Tại cái lá màu xanh á, nếu mà mình đi đơn độc á, thì tại vì có cái màu xanh đậm á, nhìn nó sẽ không có đẹp ha, không có quyến rũ nè. Đó, nên mình sẽ đi cái lá màu xanh để cho cái sao cái lá và vượt cái lá cũng nổi bật, mà cái bông của mình nó cũng nổi bật nha. Còn nếu mà mình đi giống màu á, mình không có biết chỗ nào là lá, mà mình cũng không biết chỗ nào là cái bông nữa, đúng không? Nên á, mình sẽ đi cho nó khác một chút xíu. Còn á, thay vì á, tùy theo cái trường hợp ha. Nếu mà là cái màu nút á, đi trên cái nền trắng á, thì mình có thể đi giống màu ha. Cái bộ mà Christine đang làm á, cái giá của nó là không dưới 150 nha. Không dưới 150. Nhưng mà bây giờ có một chút xíu thay đổi, vì cái người khách của mình là sẽ không có thời gian để mà gắn cái hộp nhiều nữa, nên giá cả của mình nó có thể là thấp xuống một chút xíu. Vì á, tùy theo cái bước cuối cùng mà mình làm nữa ha. Nên là mình sẽ không có biết chính xác là bao nhiêu bây giờ. Nhưng mà nếu mà nói về chính xác, cái bộ nail này mình không có dưới 150 nha. Mình chỉ có thể là nói như vậy thôi, vì phải tùy theo khu vực và tùy theo mỗi người làm nữa. Thế là mình xong cái bông ha. Bây giờ mình sẽ qua cái phần cánh đá thật là nhanh. Faster. I'll just go on Tuesday so I can get your design. Okay, I will put the mat for you right now. Okay. And then I need one picture. Okay. Okay, because Tuesday maybe I don't work. I don't work for the Tuesday, okay? Oh, you don't work on Tuesday? No. Do you work Monday? No, Monday no. Do you work on Tuesday in Tokyo? I mean in Tip Top? No, this week. Oh, this week I don't work.
Thì chị ơi, lát lúc giúp em lượm cái đó nha. Oh, then I'll just do them right now. Hmm? I'll just do them right now, real quick. Yes, very quick, because I can make sure for you I work or no. Maybe, you, right now, 80% I don't work. Oh, okay. Yes. Because I sit too much, you know. Uh-huh. Depend if I don't have a lot of appointment, that's the day I up. I'm sick very too much. Chị giúp em lượm cái hộp kia lên ha. Em rước cái hộp kia dưới là chị giúp em lượm. Xong lại tìm tắt nữa. Chưa chị, em chưa có tắt nữa. Em còn đang làm á, tại vì em còn gắn hộp nữa, tay run quá à. Tay thật sự bây giờ tay rất là run. Đây là cái chai mát ha. Chai mát Holy này á là đã có lại trên cái website Just Nail ha. Mọi người có thể vào đó order, vì cái số lượng nó rất là có hạn. Và một chai như vậy á, các bạn xài được rất là lâu. Và cái này gọi là mát lì luôn á. Một chai các bạn xài được rất là lâu ha. Ok, inside. Dạ đúng rồi, Christine đang rung mà gặp khách hối nữa. Đó, mình càng rung, đó, mình càng hối mình nữa. Nên là rung càng rung, đúng không? Nhưng mà Christine rung thì đang rung thì ok, inside. Không nha, chị Thu Hương, cái thớt, cái bông ba đê á, tốt nhất là mình đừng có để cái bất cứ cái gì vào hết á. Mình làm xong mình cứ giữ như vậy ha. Bây giờ mình sẽ chấm tay mình. Mình sẽ chấm tay mình bằng glue nha. Đó, mình sẽ làm cái này là bằng glue thôi. You which one you like it? Which one? No, the diamond. Where do I do for you? Oh, I want one right here and then three right here and then the same thing on. No, no. One here? Yeah. One here, right? The corner here? Uh-huh. And then three here. Yeah. The big diamond. Okay. Right? Whatever you want to put. Yeah. No, whatever. You want? You want. I want. Because I have this my setup. Yeah, go ahead. Like this side. Mm. You want right here? Yes. One, right? Did you maybe by chance maybe one time maybe lose a card and they keep calling? Just more, okay? Okay. Okay. Đây mình sẽ cho nó một viên đây. You want here two or no flower, no diamond? Yeah, flower. No, I want diamond right there. You want diamond here? Yeah. Three here? Yeah. Okay. So you canceled just the daycare, right? Did you go, like, did you cancel the card? Mình sẽ chiều khách luôn ha. Chiều tới bến luôn. So try to figure it out. Just comment. Just because after 3 months consecutively of us not collecting funds in the account, it cancels automatically. So technically your membership is revoked. So it revokes on its own, like, Bây giờ Christine không có dùng cái gummy gel ha. Vì cái người khách của mình nó là sơn cái chai mét á. Nên là Christine sẽ chịu khó vì chấm nó cũng không có nhiều lắm. Nên là Christine sẽ sử dụng cái chấm bằng glue cho nó nhanh ha. Cái gummy gel cũng rất là nhanh. Nhưng mà bây giờ á, là cái trường hợp này là mình phải dùng cái top coat, cái glue ha. Ok, like this.
Đây là những cái hộp diamond, đây là những cái hộp diamond ha. À, có trong Just Nail ha. Mọi người có thể vào trên đó order. Nhưng mà Christine nghĩ là chưa có để lên cái website. Christine nghĩ là chưa có trên website ha. Những cái hộp này á, nó sáng. So I did for you around cuticle, okay? So more better. You lost few minutes, but you design cute. Vì cái người khách của Christine vội đi mà kêu Christine chấm đại vô. Khi mà chấm đại á, nó sẽ không có đẹp ha. Nó sẽ theo không có theo cái ý của mình muốn. Nên á, mình sẽ khuyên người khách chẳng thà đừng có làm. Nếu mà đã làm rồi thì mình sẽ làm cho nó đẹp nha. Đó. Chứ làm á, mà cứ như vậy á, mình khó chịu lắm. Mình cảm thấy mình làm khó chịu lắm, chịu không được. À, các bạn có thể vào cái website justnail.com ha. Nhưng mà Christine nghĩ là chắc chưa có trên cái website quá. Hay là liên lạc với Christine đi ha, để Christine help cho. Mọi người ai muốn mua diamond á thì cứ liên lạc với Christine ha. Nó có đầy đủ size ha, size số 4, số 6, số 8, số 10 và số 12. Khi mà các bạn mua á, cái diamond á, như vậy á, mình sẽ cần có đủ size nha. Như vậy á, mình làm cái design nó mới dễ hơn. Mình cần có 5 size thôi là được rồi. Số 4, số 6, số 8, số 10, số 12. Nên khi nào á, các bạn mà đi size lẻ á, thì mình nên đi 3, 5, 7, 9 ha. Còn nếu mà mình đi size chẵn á, thì mình đi 4, 6, 8, 10, 12 nha. Như vậy á, thì khi mà mình làm cái design á, những cái viên diamond của mình á, nó mới đẹp, nó mới đều được á, từ lớn tới nhỏ ha. Còn nếu mà mình đi mà hả, size này lớn, size kia nhỏ thì nó nhìn cái design của mình nó khác liền à. Mình sẽ đi đều ha, những cái size của mình ha. Nếu mà mình đi số chẵn á, thì mà đi 4, 6, 8, 10, 12 ha. Nhưng mà hiện tại Just Nail á, sẽ đi một cái size cho các bạn thôi. Là 4, 6, 8, 10, 12. Đó, chỉ có bán những cái số đó thôi. Tại vì á, mình sẽ đi theo cái số đó ha, để cho các bạn dễ làm. Đó, mình design xong ha. Bây giờ mình sẽ design thêm cái ngón này nữa và sẽ cho nó giống nhau. Đó, và cái người khách của mình nó sẽ được về, đúng không? Nó cũng rất là nhanh, không có tốn thời gian nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà cái người khách của mình hối á, thì mình sẽ không có làm được. Các bạn nào muốn có diamond ha, 4, 6, 8, 10, 12 thì cứ nhắn tin cho Christine ha. Vì các bạn đợi cái website thì nó hơi lâu quá. Vì mọi người trong cái công ty thì nó rất là busy, nhiều khi là quên mất, đúng không? Nên là các bạn bây giờ muốn diamond này thì cứ liên lạc với Christine, giá cả rất là nhẹ nhàng ha. Một bịch như vậy á, là mình có tới 1.000, mình có tới là 1.140 viên lận, xài được rất là lâu ha, rất là nhiều cái bộ nail. Mình Christine làm like rất là nhiều đúng không? Cái hộp này nè, bữa giờ xài rất là lâu mà đâu có review qua đâu. Vẫn như vậy và tùy theo cái design thôi. Cái này á, Christine không có nói là Swarovski ha. Vì á, các bạn mua 5 bịch cái này mà các bạn chỉ là mua được 1 bịch của Swarovski thôi. Và tùy theo cái trường hợp là cái người khách nó yêu cầu như thế nào ha. Nếu mà nó muốn Swarovski á, mình vẫn nên có. Mình vẫn nên có. Ok, thì khi trả tiền thôi là mình phục vụ tới bến đúng không? Là muốn cái hộp nào thì mình vẫn có. Còn nếu mà khách hàng mà muốn vừa đẹp vừa tiết kiệm á, thì mình nên sử dụng cho khách những cái loại đá như vậy thôi. Vì cái loại đá này là có thể là last long tới 2 tuần đến 3 tuần nha, cái độ sáng của nó. Thì bây giờ các bạn dùng cái đẹp nhất, khi mà tháo ra mình cũng bỏ thôi đúng không? Thay vì vậy á, vừa tiết kiệm cho khách và vừa tiết kiệm cho mình á, mình sử dụng những cái viên đá này thôi. Cái đó là lời khuyên chân thật thôi. Cái người khách á, nó giảm bớt được 5-10 đồng á, nó sẽ thường xuyên quay lại hơn, đúng không? Còn nếu mà hả, nó trả cao quá mỗi lần như vậy thì nó sợ lắm. Nếu như Christine làm đi mà cái người khách trả nhiều quá, lâu lắm mới thấy một lần, mà khi mà Christine dùng cái này nè cho cái người khách nè,
người khách này nè, đó, quay lại rất là thường xuyên. Tại vì á, người ta cảm thấy nó vẫn còn trẻ, đúng không? See, I finished one hand. Oh, you hurry, I'm hurry too, and then you lost the time. How many hours you try to come here? I know. 2 hours? 2 hours. Yeah. And then to say you come 2 hours too, you lost the time, you need to work. Thảo Nguyên ơi, công ty gửi cái top ra cho Thảo rồi nha. Đó, vài ngày nữa là Thảo sẽ nhận được cái đó thôi, đừng lo nha. Hiện tại là có vài cái kiểu đá ha, hiện tại là có vài cái kiểu đá nhưng mà cũng chưa có porcelain nữa. Vài cái kiểu đá fancy giống như cái này, giống như cái này như vậy nè. Không, mọi người thấy không, những cái đá lớn như vậy là vẫn có ha. Những cái đá lớn này thì số lượng có hạn thôi, thì các bạn nào cần thì cứ nhắn tin cho Christine ha. Đó, Christine sẽ cho cái giá cho các bạn. Cái này chắc Christine phải tự bán luôn quá. Đợi công ty đưa lên website chắc hơi bị lâu. Mà mỗi lần Christine làm live là ngại lắm. Các bạn cứ hỏi hoài vô website mà không thấy hoài. Đúng không? Làm Christine ngại quá. Làm mà không có giới thiệu mà vô website không thấy. Đúng rồi, Christine rung lắm nha, thực sự rất là rung, không biết tại sao nữa. Chắc một phần do cái người khách, nhưng mà trước đó là Christine đã bị rung rồi. Nhưng mà vẫn thấy đường để mà cắn đá cho người khách. Vẫn thấy đường nha. Không có bị méo nha, vẫn không có bị méo nha. Rung thôi nhưng mà vẫn minh mẫn. Cái glue này là Christine dùng để mà gắn dán thiếp nha. Cái glue này đang sử dụng Christine dùng để gắn đá luôn. Christine chia sẻ thật nha, khi mà các bạn mua đá phải có cái size nhỏ nha. Không có cái size nhỏ là mình rất khó để mà làm nha. Vì có những cái góc cạnh á, mình không thể nào dùng cái viên đá lớn được, mình phải dùng cái viên đá nhỏ nó mới đẹp nha. Nên là khi mà các bạn mua tốt nhất là mình mua đủ size nha. Mua 5 size luôn. Yeah, đúng rồi đó, mình mua 5 size luôn nha. 4, 6, 8, 10, 12. Khi mà các bạn có đủ cái size đó, mình làm design rất là easy. Còn đối với cái khách hàng mà nó gắn đầy móng á, nếu mà gắn đầy móng á, tùy theo cái tay của người khách ha. Đây ha, đây là cái số 10 nè, Christina số 10 ha. Sau đó mình sẽ qua cái số 8 nè. Đây là cái số 8 ha. Đó vậy. Đúng rồi, đây là cái số 8. Hai bên hông là Christina cho số 8 nè. Đúng không? Số 8 nè. Sau đó mình sẽ qua số 6 ha. Mình sẽ qua cái size số 6 nè. Đó, mình sẽ cho hai cái số 6 vào đây. Thì vì á, nếu mà cái góc cạnh này á, mình đi số 8 á, thì nó quá lớn đúng không? Nhìn nó không có độ cong. Đó, và nó sẽ bị bự. Đó, mọi người không thấy hả? Sorry nha. Đây, mọi người thấy không? Đây đó, hai góc cạnh này mình sẽ cho số 6 thôi. Tùy theo cái móng của người khách. Nếu mà cái móng của người khách nó mà cuticle lớn á, mình có thể dùng size lớn hơn để mà đi. Nhưng mà cái chỗ mà đường cong á, bắt buộc á, mình phải dùng cái số nhỏ hơn để tạo cái đường ôm cho cái diamond của mình ha. Đó, để tạo ôm cái diamond với lại cái móng cho nó khớp. Đó, và cái ngón này đây là số 6 ha.
Đây là cái size 66. Nên mình bắt buộc mình phải có size nhỏ nha. Can I see how your nails are going? Yeah. Joya! Just because I've been sitting here and I've been trying to like see. Is this like on purpose? Yeah. Is this all powder? Để thấp xuống một chút hả? Mọi người thấy chưa? Bây giờ thấy chưa? Girl flossing. Đây là cái số 4 ha. Số 4 đây nè. Đây ha. Đó, những cái đường nhọn xuống này á, mình bắt buộc mình phải dùng cái số nhỏ nó mới đẹp nha. Nên các bạn phải có đủ 5 size ha. Các bạn nào muốn thì cứ nhắn tin cho Christine đi ha. Để Christine làm cái order cho. Chứ đợi các bạn mà lên website thì nó hơi bị lâu á. Bye cả nhà nha. Bây giờ là cô xin sẽ sơn ha. Sẽ chụp hình và cho các người khách đi về. Khối quá rồi. Mừng quá. Rốt cuộc khi mà mình chấm xong như vậy á, mình không có cần là đi lại cái glue đâu. Nó sẽ rất là last long ha. Các bạn cứ thử đi ha. Thử đi ha. Còn nếu mà trong trường hợp á, mình sơn top á, mình sơn top đúng không? Mình có thể dùng cái gummy gel ha, cho nó nhanh ha. Còn cái trường hợp á, của Christine á, đa số khi mà thấy Christine chấm từng ngón như vậy á, là Christine sơn mát nha. Sơn mát vì mình không có muốn đụng vô cái gel nữa ha. Mình sẽ sơn mát trước khi mình dán những cái diamond đó. Nên là Christine sử dụng cái cách là hạ chấm từng viên như vậy ha. Nó sẽ mất thời gian thêm một chút xíu, nhưng mà bù lại là nó sẽ gọn gàng sạch sẽ ha. Bye mọi người nha. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Thank you. Thank you và hẹn gặp lại mọi người trong cái lớp vị trí nhà tháng 4 nha. 16, 17, 18 và các bạn nào mà chưa có đăng ký hay là phụ cận lân cận thì có thể đăng ký với các bạn trong cái poster nha. Okay, hold on. Wait. So faster. Yes. Okay. No. Yeah. Đây là cái nail của Christine vừa xong ha. Okay. Bye bye mọi người. Chúc cuối tuần thật là vui nha. Bye bye.